Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Christina ơi, có thể đưa bàn tay được không? Chị Hai Thi ơi, có thể đưa bàn tay được không? Chị sư gái cho 10 phút nữa kìa. Xin quý vị đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ngang. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, đại Nhật Quỳnh. Dạ, đại Nhật Quỳnh ông bài trước. Rồi mời bàn tay quý vị nha. Ồ, nguyên tịnh hả? Xà Thú mời nguyên tịnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, con thề quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin phép dạ kính tri ân Xích Nhật Quỳnh, con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép kệ câu Phật ngôn 331. À tham hi cha tam hi sukha sa ya tu thi sukha ya itari tarena punyang sukhang chi quy ta sangkha yam hi sapa sa dukkha sa sukhang pahanang. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn của hòa thượng Thích Minh Châu. A tham hi cha tam hi sukha saha ya tu thi sukha ya itari tare na bồ nhân xuất khăn chi quý ta sang khá chàm hí sắp bá sa đúc khá sa xuất khăn phá hà năng. Vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ biết ân giữa đời, vui thay thích đức làm rồi, vui thay lánh ác xa rời khổ đau của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Minh Hạnh và sư Tịnh Đạt và cô tư nữ, và con thân chào đạo tràng. Con xin đọc bài 331. Atham hi chatam hi sukha sahaya tuti sukha ya itari tarena punyam sukam chivi tasan kayam hi sapa sa dukha sa sukam pahanam. Atham hi chatam hi sukha sahaya tuti sukha ya itari tarena punyam sukam chi vi ta sam khayam hi sapa sa dukha sa sukam pahanam. Vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ đoạn, hòa thượng Thích Minh Châu. Vui thai gặp bạn lúc cần, vui thai biết đủ biết ân giữa đời, vui thai tích đức làm rồi, vui thai lánh ác xa rời khổ đau, hòa thượng giới đức. Trong thử kệ bữa nay lại a tham hi cha tham hi sukha sahaya tu thi sukha ya yata ita rita vena punyam sukham jivi tasan kayam hi sapa sadu kasa sukham pahanam. Thưa con kính cảm ơn đạo tràng.
Sa thủ, kính cảm ơn Sittina. Nam mô Bích Hà, dạ. Dạ, cảm ơn Thế Răng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sư nói cho 10 phút nữa mà Nguyên Tịnh với Tina không chịu đọc dài dài thêm một chút. Người đọc bài 5-6 lần đặng kéo dài vậy cho dùm Nhật Quỳnh. Bây giờ còn 10 phút nữa. Nhật Quỳnh làm sao quý vị? Dạ, cô tu nữ thắp máy cho đi, có chút máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, cô có cầm mic được không? Đó, hồi nãy sư chắc lên nào, đợi sư 10 phút đó, Nguyên Tịnh thấy không? Kể tiếp phải không? Rồi, vậy bây giờ Nhật Quỳnh ôn bài xong, Nhật Quỳnh mời Nguyên Tịnh kể tiếp nha. Dạ, Nam Mô Bích Hai, dạ. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Quốc Kinh 331. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh đã cho bài học. Dạ, mời Sít Tây Na nữa ha, rồi. Atham hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya itari ta re na bun nhang su khang chi ta san kha yang hi sap ba sa duk kha sa su khang ba ha nang atham hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya Itari ta re na bun nhan su khang chi vitasan kha yam hi sap ba sa duot kha su khang ma ha nan a thang hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi itari ta re na bun nhan su khang chi vitasan kha yam hi sap ba sa duot kha sa su khang ma ha nan vui thai bạn lúc cần vui thai sống biết đủ vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ đoạn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A thẳng hi cha tâm hi su kha sa ha ya đu thi su kha ya i ta re na nhãn anh kha yam hi sa ba sa du kha sa su khang ba ha nang a tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya i ta re na buồn nhẫn su khang chi quỳ ta sanh kha yam hi sa ba sa du kha sa su khang ma ha nang a tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya i ta re na buồn nhẫn su khang chi vì ta sanh kha yam hi sa ba sa du kha sa su khang ba ha nang vui thai gặp bạn lúc cần vui thai biết đủ biết ân giữa đời vui thai tích đức làm rồi vui thai lánh ác xa rời khổ đau. Và đây là bản chuyển ngữ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri chân ân chư công đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời huynh Quách Thanh Á. Huynh, cái tội huynh là mà xuống mít sớm, bây giờ bắt huynh trở lên đợi nè. Huynh đâu rồi? Huynh có khỏe không? Alo, alo, huynh Quách Thanh Á có khỏe không? Dạ, xa thú. Rồi, giờ sau đó thì huynh mời ai tùy huynh nha. Dạ, sa thu lành thầy, kính cảm ơn Sít Nhật Huyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, lão pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại Đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể thêm một lần nữa bài kinh pháp cú số 331. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ.
tham hi cha tham hi sukha sahaya tuti sukhaya itarita rena punyang sukhang jivita sankhayam hi sabasa dukhasa sukhang pahanang artham hi cha tham hi sukha sahaya tuti sukhaya itarita rena punyang sukhang jivita sankhayam hi sabasa dukhasa sukhang pahanang artham hi cha tham hi sukha sahaya tuti sukhaya itarita rena punyang sukhang jivita sankhayam hi sabasa dukhasa sukhang pahanang. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ, biết ân giữa đời, vui thay tích đức làm rồi, vui thay lánh ác xa rời khổ đau. Dạ, con xin được xuống mic. Bởi lúc nãy thấy, thấy gì? Nguyên Tình với Tina, bởi lên kể xong thấy giơ tay. À, mời Nguyên Tình nha, Tina, Nguyên Tình nhé, Tina nè. Còn 5 phút, còn 5 phút à, mời Tina. Dạ thưa con xin phép tập đọc kệ lại. A tham hi cha tham hi sukha sahaya tu thi sukha ya itare tarena punyam sukham jivita san khayam hi sapasa du khasa sukham phanam atham hi cha tam hi sukha sahaya tu thi sukha ya itari tarena punyam sukham jivita san khayam hi sapasa dukha sa sukham pahanam attam hi cha tam hi sukha sahaya tuti sukha ya ita rita rena punyam sukham jivita san khayam hi sapasa dukha sa sukham pahanam. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ, biết ân giữa đời, vui thay tích đức làm rồi, vui thay lánh ác xa rời khổ đau. Hòa thượng Giới Đức. Thưa con xin cảm ơn Nam Cảo Tràng. Dạ, sà thú, kính cảm ơn Quynh Quá Thanh, Sittina. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, con đã thấy tín hiệu của Đại Đức Tịnh Đạt rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên kỳ kinh và đã kéo dài thời gian để sư lo công việc ở bên ngoài. Bây giờ sư đã vào đạo tràng rồi, trở lại rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn rất là nhiều và kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Tham Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô A Ra Ha Tô Tham Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa ramma cha loka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang aya cha tha
san te tha sap tap ba ra chap ka cha cha de se tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sa tham ma ve rim vi na yan cha ca yang sua tan cha băng thân a phi tham ma chăm măng a cơ ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ thành y dê bà đi xa dập mạch chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ a đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở ăn giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn a một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi quan hỷ đăng đàn để chúng con được học đại học ngày hôm nay cao cấp của kinh số 332. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con xin đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị trong diễn đàn pháp cú kinh chuyên đề. Và trước tiên cho Tịnh Đạt được tri ân chư tăng và quý vị đã dành thời gian chờ đợi cho cái buổi học trong ngày hôm nay để bắt đầu vào cái giờ học pháp trong diễn đàn pháp cú kinh chuyên đề. Kính thỉnh chư tăng và mời quý vị chúng ta hướng về tam bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sokkhato bhagavata tammo tammang namassami supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Và kính đảnh lễ chư tăng và quý vị, buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về câu pháp cú kệ ngôn số 332 trên 423 câu. Câu kệ pháp cú số 332 có nội dung như sau: Sukha metteya ta loke atho petteya ta sukha sukha samanya ta loke atho brahmanya ta sukha. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và trước tiên thì buổi học chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 332 này. Và câu pháp cú số 332 được dịch theo văn xuôi của ngài Ấn Đá Chánh Thân: ở trên đời phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, phụng dưỡng cha cũng là hạnh phúc, ở trên đời phục vụ sa môn là hạnh phúc, phục vụ thánh nhân cũng là hạnh phúc. Câu đầu tiên sukha metteya ta lo ke, sukha đó là cái sự hạnh phúc.
Mettayata. Mettayata có nghĩa là sự phụng dưỡng mẹ, hoặc là hiếu kính mẹ. Loke ở trên đời hay là trên thế gian này, ở trên thế gian. Sukha Mettayata Loke. Câu thứ hai đó là Atho Pettayata Sukha. Atho Pettayata Sukha. Atho cũng có nghĩa là cũng. Pettayata. Pettayata là sự phụng dưỡng cha. Sự phụng dưỡng cha. Sukha là sự hạnh phúc. Atho Pettayata Sukha. Và câu thứ ba đó là Sukha Samanyata Loke. Sukha Samanyata Loke. Sukha là sự hạnh phúc. Samanyata là vị sa môn. Vị sa môn. Loke là ở trên đời. Sukha Samanyata Loke. Và câu cuối cùng, câu thứ tư, Atho Brahmanyata Sukha. Atho Brahmanyata Sukha. Atho cũng. Brahmanyata là bậc hiền thánh. Bậc hiền thánh. Bậc hiền thánh. Dạ như vậy thì còn từ Sukha nữa là hạnh phúc. Những cái từ này lặp lại rất là nhiều lần. Như vậy chúng ta đi lượt qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 332. Một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 332. Sukha Mettayata Loke. Atho Mettayata Sukha. Sukha Samanyata Loke. Atho Brahmanyata Sukha. Vui thay hiếu kính mẹ. Vui thay hiếu kính cha. Vui thay kính sa môn. Vui thay kính hiền thánh. Hoặc là bản phổ thơ ngày giải thích: vui thay hiếu kính mẹ già. Vui thay hiếu kính ơn cha vẹn toàn. Vui thay cung kính sa môn. Vui thay cung kính thánh nhân đời này. Xà thú. Nam Mô Thầy Giá. Nhà kính Bạch Chư Tăng và kính thưa đại chúng, thì câu kệ ngôn pháp cú số 332 này nằm có duyên sự cùng chung nhóm câu pháp cú 331, 332 và 333. Như vậy là chúng ta đã được học qua cái duyên sự này rồi, nhưng để cho đầy đủ thì chúng ta sẽ học lại, và những cái bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ lại lần nữa. Thưa quý vị, rằng câu kệ ngôn pháp cú, nhóm câu kệ ngôn pháp cú này có cái duyên sự, có một cái duyên sự nếu mà chúng ta chí đó là một cái duyên sự ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta rất là lớn. Cái kệ nhóm câu kệ ngôn này Đức Phật thuyết khi Ngài đang ngự trong rừng ở dãy núi Himalaya, cái dãy núi Hima Lạp Sơn, đề cập đến một cái vị khách
phải nói là rất là đặc biệt. Đó là một vị thiên ma. Đề cập đến ma vương hay là thiên ma, thưa quý vị, rằng trong Phật giáo chúng ta có nhiều cái định nghĩa khác nhau. Và ma vương ở đây trong cái câu chuyện này, đó là vị chư thiên ma ở trên cõi Thao Quá Tự Tại, cõi trời cao nhất trong sáu cõi trời dục giới. Cái vị này thì thật sự ra có cái phước báo rất là thù thắng, có thần thông, có uy lực, và có cái trí tuệ. Nhưng mà chỉ có một cái điều, đó là cái vị thiên ma này rất là không thích, chúng ta gọi như ghét đó, thì không đến độ là ghét, nhưng mà rất là không có hài lòng, không có thích cái người mà cái người mà tu giải thoát. Cái người tu làm thiện thì không thành vấn đề. Cái người tu làm thiện, bản thân thiên ma cũng là người tu làm thiện mới có phước báo để sanh lên cõi trời như vậy, và có cái khả năng thù thắng như vậy. Nhưng mà có cái giống như là cái quan điểm nó không có thích là cái việc trao dồi tâm ý hay là tu hành thoát khổ. Cho nên cái vị thiên ma này thật sự ra có một cái sự đối chọi đặc biệt, đó là Đức Phật từ khi Ngài còn là Bồ Tát. Kiếp chót là thiên ma này đã dùng nhiều cách, từ dụ dỗ, quy trấn áp, để mà nhằm mục đích cản ngăn Bồ Tát đi tu và trở thành một cái vị giác ngộ. Nhưng mà thiên ma đã bị khuất phục, thất bại bởi pháp Ba La Mật của Đức Phật. Đơn cử là cái việc mà khi Bồ Tát xuất hành đi tu thì ác ma cũng đã xuất hiện và dụ dỗ Bồ Tát khi mà thành vua đó, trở thành một cái vị chuyển lên thánh vương trong ít ngày nữa đó, thì tài vật danh vọng rất là nhiều. Nhưng mà Đức Bồ Tát đã từ chối, khước từ và cố tiếp tục con đường tu hành của mình. Và đến cái hồi kết đó là thiên ma đã tranh giành cái bồ đoàn, lấy cái cớ là chiếm cái bồ đoàn của Đức Bồ Tát ở tại cây Bồ Đề trong cái đêm Đức Phật Bồ Tát Ngài trở thành Phật đó. Thì với cái thần lực của mình, thiên ma cùng với đạo quân của mình dùng nhiều cách để mà uy hiếp, trấn áp, nhằm cho làm cho Đức Bồ Tát phải hoảng sợ để mà không còn tiếp tục đi theo con đường riêng của mình. Nhưng với cái pháp Ba La Mật đích tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp, từ nhiều cái sự tu hành, thì đã chiến thắng được cái đạo binh ma, như là trong kinh Tám Phật Lực mà chúng ta đã được tìm hiểu. Thì đó là liên quan đến ma vương. Khi Đức Phật Ngài ngự tại rừng, cái khu núi Hy Mã Lạp đó, thì thiên ma đã để ý. Lúc đó thì Đức Phật Ngài biết rằng trong xã hội, ở trong đời sống bình thường của người dân đang bị chịu nhiều cái khắc khổ bởi những cái những người lãnh đạo không có được sáng suốt, những nhà vua, những nhà cai trị hà khắc, dùng nhiều cái cách chính sách không có đúng đắn, và hậu quả là người dân phải chịu nhiều cái đau khổ. Thì với cái lòng từ bi của Đức Phật thì thấy chúng sanh nó đang đau khổ, thì lúc đó ác ma đã để ý và biết được Đức Phật Ngài đang có cái sự quan tâm về cái sự đau khổ của chúng sanh, đau khổ của
của tánh, thì ác ma đã đến để trình bày giống như là bộc bạch, san sẻ cái sự đau khổ của ba tánh đó với Đức Phật. Ác ma khuyên bạch với Đức Phật rằng Đức Phật là một vị giác ngộ, là một cái vị rất là đạo đức, có nhiều cái thần lực. Đức Phật mong rằng trở thành một cái vị đại đế, lãnh đạo, trở thành một bậc minh quân để mà cho chúng sanh hay là cho bá tánh bớt cái sự đau khổ, hưởng được cái sự an lạc hạnh phúc. Thì khi mà ma vương ác ma trình bày với Đức Phật như vậy đó, thì Đức Phật ngài không có đồng ý. Đức Phật ngài đã nói rằng cách suy nghĩ của thiên ma đó nó không có hợp lẽ đạo, không cùng chí hướng, hay là không có cùng cái cách suy nghĩ với Như Lai. Và lúc đó thì Đức Phật ngài đã giải thích và đúc kết thành ba cái câu kệ ngôn là chúng ta đang học nhóm ba cái câu kệ ngôn 331, 332 và 333, chúng ta sắp sửa học trong cái kỳ bài học tới. Thì khi mà nói lên ba cái kệ ngôn này, tức là Đức Phật ngài đã nêu lên cái quan điểm, cái cách nhìn của ngài đối với cái sự hạnh phúc, an lạc hay là cái sự đau khổ của chúng sanh nói chung và cư dân bá tánh đang đau khổ với cái chính quyền hà khắc nói riêng. Thì thưa quý vị, chúng ta đọc cái duyên sự này ở bản chú giải của ngài Pháp Minh thì chúng ta sẽ khó lòng nào có thể hiểu được tại sao ma vương lại nói như vậy. Và Đức Phật ngài trả lời với một cái bài nhóm ba câu kệ ngôn dường như là không có liên quan đến cái việc mà làm vua một bậc minh vương, hay là từ chối trở thành một vị vua, một bậc minh vương lãnh đạo cho cư dân bá tánh bớt đau khổ. Đó là cái duyên sự được tóm tắt của nhóm câu kệ ngôn, ba câu kệ ngôn này. Hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn 332: vui thay hiếu kính mẹ, vui thay kính hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh, mang một ý nghĩa nhỏ ngắn gọn ở trong nhóm ba câu kệ ngôn này. Nếu chúng ta có cái sự mạch lạc để mà không hiểu cả nhóm ba câu này, thì chúng ta sẽ rõ ràng cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài muốn nhắn gửi và giải thích cho Ma Vương được nhiều hơn. Nhưng riêng về cái câu 332 này thì thưa quý vị như thế này, nói về cái việc mà hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, hiếu kính sa môn hay kính tường thánh, chúng ta đã tìm thấy những cái lời giải thích ở đâu đó trong kinh điển. Gần đây nhất đó là những cái pháp mang lại hạnh phúc ở trong kinh Mangala Sutta, kinh hạnh phúc. Thì đây cũng như là một giống như là ma vương thì yêu cầu Đức Phật trở thành một bậc minh vương để mà cho bá tánh được nhờ. Cũng ở chỗ khác thì chư thiên lại muốn được Đức Phật ngài dạy cho cái pháp làm sao mang lại cái an lạc hạnh phúc ở trong đời sống. Chung quy lại thì những cái điều này Đức Phật ngài muốn nhắm đến là mang lại cái hạnh phúc, cái an lạc thật sự, an lạc thật sự. Bởi vì tại sao ở trong duyên sự đó quý vị thấy rằng ma vương á, nếu chúng ta không có chịu để ý thì chúng ta nghĩ rằng ma vương là một cái người rất là tốt. Khi mà thấy cư dân bá tánh bị đối khác, bị hà khắc bởi cái chính quyền cai trị của những cái người lãnh đạo không có sáng suốt ấy, thì ma vương tìm cách để mà giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà ý của ma vương ở đây không phải là tìm đến Đức Phật
để mà mong Đức Phật Ngài chỉ cách làm sao cho mọi người được an vui hạnh phúc. Mà ý của Ma Vương đó là lôi kéo Phật trở về làm một cái vị vua dưới cái sự phục vụ, phục tùng, và dưới cái sự vinh hoa phú quý thì Ma Vương có thể gỡ gạt được khi mà Đức Phật Ngài không còn hướng dẫn những người tu hành nữa. Đó là cái thâm ý của Ma Vương, chứ không phải Ma Vương vì muốn tốt cho cư dân bá tánh mà thỉnh Đức Phật thuyết thời pháp chỉ cách để mà cải thiện cái xã hội. Nhưng Đức Phật Ngài đã thấy được cái tâm ý của Ma Vương nên Đức Phật Ngài đã khước từ, và Ngài nói lên cái bài những cái điều này. Những cái điều này thật sự ra tới quý vị, đó là một cái căn bản để mà cải thiện cái đời sống của một cái con người. Hay là mình nói khác hơn, đó là những cái điều căn bản, nguồn gốc của mọi cái khổ đau và hạnh phúc. Một cái khổ đau và hạnh phúc. Còn như giả sử một ngày đứng ra để mà dàn xếp cho cư dân bá tánh đang bị chịu khổ đau đó, thì có dù là rừng vàng biển bạc thì cũng giải quyết một thời một khắc, và nhiều khi mang cho những cái người đang đau khổ tài vật sung túc đó, thì không cải thiện được nguồn gốc, gốc rễ cái đau khổ, mà chỉ là lo chăm chút lá cành, thì ngược lại nhiều khi trở thành một cái vấn nạn khác. Khi người ta nghèo đó thì người ta khổ theo cái nghèo, nhưng mà khi mà người ta giàu, nhưng mà giàu không dựa trên cái đức độ, cái hoàn thiện bản thân, thì cái giàu đó sinh ra một cái tật khác, nó còn nhiều khi nó còn mang lại cái khổ đau gấp bội lần khi mà mình còn nghèo. Thì Đức Phật Ngài đã thấy được cái điều đó, cho nên Đức Phật Ngài đã dạy cái bài học làm sao mà chúng ta có thể sửa đổi cái nguồn gốc và sửa đổi, hoàn thiện bản thân, thì lúc đó cái sự hạnh phúc đó nó có ở khắp mọi nơi, dù là người giàu hay là người nghèo, dù là cái xã hội cao sang quyền quý, dù là ở phương Tây, dù là ở phương Đông, dù là ở bất cứ nơi nào, nếu nghe theo những cái lời dạy này, áp dụng những cái lời dạy này, thì ở nơi đó có cái sự hạnh phúc, vắng đi cái sự đau khổ. Hôm nay chúng ta học có bốn điều, đó là vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Ở trong cái xã hội nào quý vị để ý thử, trong xóm làng, trong xóm làng, trong ấp xã, có nhiều gia đình được thuận hòa, vui vẻ, cha chồng vợ được đầm ấm, thì cái gia đình đó, cái ấp, cái xã đó, hay là cái xóm làng đó được hưng thịnh, được an vui, được vui vẻ trong tiếng cười chào đón khi mà ở nơi xa đi về. Còn những cái xóm làng nào hay những cái khu phố nào mà thường xuyên được đăng tin, đăng báo về cái sự bất hiếu, về cái sự mà chồng vợ gây gổ, về cái sự mà xô xát anh em, về cái việc là hay văn tục chữ thề, về cái việc mà không có được cái sự tốt đẹp ở trong mối quan hệ vợ chồng con cái hay là làng xóm láng giềng, thì cái khu phố đó, cái làng xóm đó, cho dù là ở quận nhất, cho dù là ở cái nơi trung tâm,
Cho dù là ở nhà cao cửa rộng thì cái làng xóm đó, cái khu phố đó luôn luôn nó tiềm ẩn một cái mối đe dọa về cái sự khổ đau, về cái sự lo lắng. Đó cũng là, đó là cái nguyên nhân mà tại sao mà Đức Phật Ngài không có giải quyết bằng cách là biến những cái nơi phồn hoa thành thị để cho người dân bớt cái đau khổ, mà Đức Phật Ngài chỉ cho cái cách sửa đổi, hoàn thiện cái bản thân mình. Bởi vì khi mà một cá nhân, một cái xã hội mà muốn được tốt đẹp thì cần phải có những cái gia đình tốt đẹp. Mà những cái gia đình tốt đẹp đó, thưa quý vị, thì cần là những cái cá nhân gia đình đã được tốt đẹp. Mà những cái gia đình, những cá nhân được tốt đẹp đó, thì cần phải trau dồi, cần phải rèn luyện. Những cái bài học này, những cái điều này có thể áp dụng là người lớn dạy cho người nhỏ, nhưng mà cũng là những cái bài học tự bản thân mỗi người cần phải học lấy và để tu thân tích đức, rèn luyện cho được thành tựu tốt đẹp. Về cái việc hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, ở trong Phật giáo thì rất là nhiều cái vị để giải thích, dùng nhiều cách ca ngợi, dùng nhiều cách giải thích về công ơn dưỡng dục sinh thành, để cho những người con biết cách để mà phục vụ, phụng dưỡng cha mẹ cho được cái sự an lạc. Nhưng mà không phải là cái việc phục vụ, phục dưỡng đó, nó là cái việc làm để cho làng xóm được thấy tiếng thơm trong nhà, mà nó phải xuất phát từ cái tấm lòng, xuất phát từ cái tấm lòng của cái người con lo cho những cái bậc phụ huynh. Thì khi mà mình lo cho được như vậy đó, có cái tấm lòng tốt như vậy đó, hoặc là tấm lòng mà kính sa môn, kính những cái vị tu hành, không phân biệt là đảng hệ phái, những cái vị nào có cái sự khước từ về dục vọng, khước từ về cái đời sống dục lạc, tri túc trong cái việc mà sống thiểu dục, những cái vị tu hành đó được cái sự kính trọng. Mình tâm kính trọng khi mà lỡ gặp ở ngoài đường, hay là đi đến những cái tự viện, hay là kính trọng những cái vị là những cái vị đã thoát khỏi những cái khổ đau, những cái phiền não, thì mình có cái tâm thành thật, chân thật như vậy, mình mới có được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc từ ở trong nội tâm. Và chính những cái cá nhân này, chính những cái người mà biết rèn luyện làm cho bản thân mình được hoàn thiện đó, thì nhiều cái cá nhân như vậy nó trở thành một cái gia đình hoàn thiện. Chúng ta ở ngoài có là gia đình văn hóa đó, thì nhiều cái gia đình văn hóa như vậy nó sẽ giúp thành một cái xã hội văn hóa văn minh. Vì cái xã hội văn minh thì nó trở thành một cái đất nước, một cái thế giới văn minh lịch sự. Chứ nó không được đánh giá bởi cái hào nhoáng bên ngoài, cái sự giàu sang phú quý, mà nó phải đánh giá từ cái nội tâm bên trong. Ở hoàn cảnh nào quý vị có bắt gặp một cái người con hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, dù là cái miếng ăn không được là cao lương mỹ vị, nhưng mà cái cách cái người đó phục vụ người cha người mẹ, lo cho từ cái áo, cái quần, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, quý vị sẽ rất là cảm động. Mà chính những cái cá nhân đó sẽ mang lại cái niềm an tâm khi mà người đó xuất hiện ở bất cứ cái hội chúng nào. Và những cái câu kể này, những cái bài học này, nó còn mang một cái điều, đó là nói lên cái lời dạy, hay là cái hướng đi của giáo pháp. Phật pháp không có mang lại cho chúng ta giàu sang phú quý, mà Phật pháp mang lại cho chúng ta có được cái sự bình an.
không phải là chúng ta đi học để mà chúng ta biết được cái cách để mà làm ăn có lời, mà chúng ta học được cái cách đó là chúng ta xả bỏ bớt cái phiền não. Và Phật Pháp cũng không có hướng cho chúng ta là giúp cái người khác, cái người đang hoạn nạn, bằng cách là cho người đó tiền vàng, cho người đó hưởng thụ, mà là giúp, mà dạy cho chúng ta cái cách để hướng dẫn người đó, đặt người đó có cái được cái niềm tin hay là hiểu về cái nghiệp báo nhân quả. Mà để được như vậy thì ngay bây giờ đó, chúng ta đang là những người, đang là những người đang trên con đường rèn luyện bản thân mình. Thực sự ra đọc ba cái câu pháp cú này đó, thì mới đầu thì chúng ta sẽ mường tượng giống như là Đức Phật Ngài dạy ở trong Kinh Mangala Sutta, những điều mang lại cái điều hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta sẽ học được một cái bài học mà Tịnh Đạt cũng muốn nhấn mạnh ở điểm này đó. Đó là cái nhìn của Phật giáo, hay nói xác thực hơn là cái nhìn của Đức Phật mà chúng ta là những hàng đệ tử nó gương theo đó, nó hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn của xã hội. Đại diện đó là cái nhìn của thiên ma. Cái nhìn của thiên ma đó là dùng vật chất, dùng cái sự minh triết của Đức Phật có thể làm cho cư dân bá tánh hay là chúng sanh đang đau khổ giảm bớt cái sự khó khăn ngay trong cái thời nhất thời. Nhưng mà thiên ma không có nghĩ rằng những cái mối lo sợ đau khổ đó nó xuất phát từ bên trong. Và Đức Phật Ngài đã khéo léo để mà nói lên ba cái câu kệ này nhằm cái mục đích đó là xác nhận Phật giáo quan trọng là cái việc cá nhân, mỗi cá nhân phải biết tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân, chứ không phải là để hơn thua, để mà tranh giành, thể hiện ta là cái người giỏi giang hay là ta là người giàu có, từ đó mới có được cái sự hạnh phúc an lạc. Còn ý nghĩa của những câu kệ này thì quý vị, thật ra ở đây, đây là những cái điều rất là thường gặp. Bản thân mình hay là bản thân những người xung quanh mà có được những cái điều này, không cần quý vị cần phải là cầu mong một cái điều gì xa vời. Bản thân mình hay là bản thân những người quen thân trong nhà hay là con cái mà biết được cái hiếu kính mẹ, biết vâng lời mẹ, biết hiếu kính cha, biết ngoan ngoãn nghe lời, hay là gặp những người hiền thiện, biết cung kính. Thế vì vị thấy có thể chúng ta đánh đổi cả cuộc đời, hoặc là đánh đổi những cái trường học, lớp học, để mà trui rèn những cái tâm hồn được như vậy. Quả thật là một cái điều rất là khó khăn, nhất là trong cái thời đại kinh tế phát triển nhanh như là ở thời điểm mà chúng ta đang có mặt. Thời điểm thì chúng ta đang có mặt đó là cái trở ngại lớn nhất, đó là cần phải tìm cách mưu sinh. Kể cả người cha hay người mẹ hay là những người lớn gia đình đó, chúng ta tìm một cách để mà tìm cái đồng lương, đồng tiền để mà mưu sinh. Còn những người con ta sinh ra đó thì chúng ta có cái sự quan tâm, nhưng mà với cái mức độ vừa chừng vừa phải, bởi vì không có điều kiện. Chúng ta mặc phó gửi thác ở trong trường học, ở trong xã hội. May mắn thì gặp được thầy hiền, thầy giỏi, bạn bè nó không có lường gạt, nó không có dụ dỗ, thì đứa con đó nó được trưởng thành một cách ngoan ngoãn, hiền lành. Còn không, cái sự may mắn đó nó không có đó, thì một cái đứa con hỗn hào, bất hiếu, hay là một cái đứa con nó
không có trở thành một cái người đạo đức ở trong xã hội thì quả thật là một cái điều rất là cực, rất là khó để mà đào tạo hay là dạy dỗ một cái đứa nhỏ. Cho nên những cái bậc phụ huynh chúng ta có con có cháu thì chúng ta cũng nên quan tâm, để khi mà chuyện đã lỡ thì chúng ta không có trách, không có trách thân, trách phận hay là trách xã hội, mà chính những người phụ huynh, chính những người có hiểu biết, chúng ta không có thể làm được ngay từ bây giờ thì đó là một cái điều, một cái phần trách nhiệm lớn. Bởi vì Đức Phật ngài cũng đã dạy nhiều cái cách, mà chúng ta cũng đã học được nhiều cái bài học, mà chúng ta không có cái sự nỗ lực mà áp dụng thì đó là cái phận sự của chúng ta. Thì thưa quý vị, qua ba cái câu kệ ngôn 32 này, chỉ có một điều mà Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ, đó là cái việc làm sao mà chúng ta tự mỗi người, mỗi cá nhân hoàn thiện càng nhiều càng tốt. Và khi mà chúng ta tự hoàn thiện bản thân như vậy đó, thì chúng ta đang công dân tốt, đang là những người thành phần tốt trong xã hội, là những cái bàn tay nhỏ bé góp thành xây dựng lên một cái xã hội văn minh lịch sự, một đất nước giàu có hạnh phúc. Và chúng ta là những người con Phật, Phật tử đó, thì chúng ta đang là những người, những cái thành viên góp nhặt cát đá, góp nhặt những cái công sức để mà xây dựng, để mà tu bổ cho ngôi nhà chánh pháp. Chứ không đâu xa đâu quý vị, không phải là những cái việc bố thí lớn lao, đã làm thí chủ lớn lao, đó là những cái việc hào nhoáng bên ngoài. Còn tự bản thân chúng ta tự rèn luyện, hoàn thiện bản thân, đó mới là sự quan trọng. Từng tế bào nhỏ được khỏe mạnh thì cơ thể này mới được khỏe mạnh. Cơ thể này có cường tráng, có đẹp đẽ, nhưng một tế bào bị hư hoại thì cơ thể này cũng thành phải chịu những cái khổ đau. Thì để kết thúc cái việc chia sẻ trong cái buổi học ngày hôm nay, Tịnh Đàn xin kính chúc chư Tăng và kính chúc toàn thể vị luôn luôn được cái sự an lành trong hào quang của giáo pháp của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC Cảnh Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 332 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học và hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung, và kính nhân mít đến sư. Bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bhutanupavena sada soti bhavantu te bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa dhammanupavena sada soti bhavantu te Awandu sapa mangalang rakandu sapa dewata sapa sangkhanu pavena sadasoti bhavantu te.